Thời trang là một nghệ thuật mà ai ai cũng yêu thích. Cho dù trải qua bao nhiêu thời gian, qua bao nhiêu thế hệ, và thời trang được cải tiến đến đâu chăng nữa, thì chiếc áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam vẫn là một tuyệt tác vô song. Chiếc áo dài tha thướt gợi lên vẻ đẹp đoan trang, kín đáo, thùy mị và e ấp của người phụ nữ Việt Nam, càng tô điểm thêm nét duyên dáng, vừa kiêu sa, vừa gợi cảm. Phô bày những đường cong tuyệt mỹ mà đấng tạo hóa đã ban tặng cho người phụ nữ. Và đây, màn trình diễn thật đặc sắc, duyên dáng táo Việt